Hello anh em ha. Anh em cần phụ tùng máy cưa xích hàng bãi thì cứ alo em nghe anh nè. Em là tính chuyên bán máy cưa xích ha. Hàng bãi Nhật anh em. Còn anh em mà mua máy bên em thì khỏi lo về cái vụ phụ tùng anh em. Với máy móc là con nào rin thì báo rin, nào lô báo lô anh em. Đây, đây là lô máy sát ha. Đây sát bãi anh em chứ không phải là sát mà dân dùng luôn anh em. Sát bãi nha. Đây cái này nè. Quay anh em có nghiên cứu được gì thì nghiên cứu nha. Này là xác tay dài tay cục nè. Này xác Huguena nữa nè anh em. 254 nè, 242 nè, tháo máy ha. Này hu nữa nè. Cái này hu rất tên nữa nè. Chúng ta nhiều lắm anh em ơi. Anh em cần phụ tùng bất cứ máy gì thì cứ alo em ha. Bao tháo ra một bao để hôm nay nữa anh em. Rồi anh em nào cần phụ tùng máy hu thì alo em. Nếu mà anh em cần làm gì thì phải kết bạn Zalo em à, số là 0944 anh em 787771 ha. Cái này Tanaka nè, cái này Atin nè, Atin 07 nè, cái này Atin 023 nè, này Atin 024 nè, này Atin 044. Nói tóm lại nhiều lắm, anh em cần hàng gì thì cứ alo nhắn vô em ha. Xác Makita nè anh em. Xác Huguena 346 nè. Xác 135 nè. Xác 550 nữa. Là nhiều lắm. Nghe em cần máy quét cỏ thì alo em luôn ha. Quay này quay phụ tùng thôi anh em. Còn anh em cần máy thì cứ alo trực tiếp nha. Xác Sinewa 393 nè. Rồi anh em cần máy thì cứ alo trực tiếp em ha. Sơn xích mới gì cứ alo em luôn. Làm gì đó.